Chào Nhật, xin chào cả nhà. Em vừa dọn xong tiếp được con máy rửa bát Panasonic TL6, một cái con máy trong giá tầm trung các bạn nhé. Mẫu mã thiết kế cực đẹp luôn, lành bền, siêu bền, dễ sửa chữa. Máy rửa bát đẹp thì các bác yên tâm nhé. Nhà em bán cả nghìn chiếc rồi, linh kiện lúc nào cũng sẵn phục vụ các bác. Một con TL6 đã làm sạch đẹp rồi. Panasonic TL6 các bác nhé. Bản được hiện tất cả giống nhau hết, hình thức trắng đẹp, mã số 3. Lưng tôn này phẳng phiu, lưng tôn khá là phẳng các bác nhé. Đời 2014 này tương đương với TL7, series máy là 2463, TL6. Đây, giờ anh rửa nước nóng bọc luôn. Đây bên nước đầu tiên này các bác nhé, càng nước cuối cùng thì nó sẽ nóng nghi ngút luôn. Nội thất sạch sẽ, giá thành vừa phải. TL6 bảo hành 1 năm, giá 3,5 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Ship hàng toàn quốc, không bao ship, phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp bác nào mua thì 500. Hình thức mua bán đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt các bác nhé. Mùa đông rồi, các bác sắm được một chiếc để ăn cơm xong, xếp vào là bấm nút rửa thôi. Trẻ con làm rất là dễ, chứ không phải tốn thời gian cho việc rửa bát. Và rửa xong nó sấy khô diệt khuẩn, các bác sạch sẽ cực kỳ luôn. Mỗi một lần các bác xếp ở đây nhé, là 12 các bác con này. Hai hàng mỗi hàng 6 cái, 6 cái cốc. Ngắn, nếu không xếp cốc, các bác xếp được khoảng 4-6 bát con nữa. 6 đến 8 cái đĩa, đũa, thìa, bát ô tô. Đấy, những cái xong nhỏ các bác cho vừa thì các bác cứ xếp vào. Răng chỉ bọn này không bao hỏng các bác nhé. Yên tâm một những cái điều là như vậy nhé. Đấy, không bao phải lo. Đấy. Chào các bác.